Hi, chào tất cả mọi người, em là Phương đây. Chào mừng mọi người đến với kênh của Phương Cầu Đỏ. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn cái mẫu xe của em cần bán. Thì xe em bán hôm nay là Ford ha. Ford là một trong những cái thương hiệu ô tô của Mỹ được nhập về thị trường Việt Nam mình. Và đây là chiếc Ford F-Cab bản 3.0 V6. Thì xe này được sản xuất năm 2002 và được đăng ký mới tại Sài Gòn. Chủ đầu tiên cũng là năm 2002 luôn nha anh chị. Chiếc xe còn cực kỳ mới luôn. Thì chiếc xe hôm nay em bán nó còn zin dữ lắm. Đời thấp nha, mười mấy năm rồi. Nhưng mà không cứng đụng nè. Máy móc zin nè, gầm bệ chất lượng luôn. Thì em dàn gầm á, em đã thay thế một số phụ tùng, linh kiện. Và chiếc xe này vận hành rất là tốt. Thì tí nữa em sẽ cho anh chị xem cái khả năng vận hành của chiếc xe này. Bây giờ em sẽ cho anh chị xem chi tiết bên ngoài trước ha. Đây, cái kiến của chiếc xe này là kiến chỉnh điện luôn nha anh chị. Chỉnh điện nha. Rất là đẳng cấp luôn đó. Nè, chữ F-Cab nè. Được xi lớp inox đẹp ghê không? Ford F-Cab ha. V6. Thì bên hông cái dè của chiếc xe này nó có tích hợp một cái đèn xi nhan hướng rẽ để cho anh chị nào chạy bên hông để dễ thấy ha. Đó. Rồi, đây là cái bánh mâm. Bánh mâm là bánh mâm đúc zin chính hãng của hãng Ford luôn. Chưa được thay thế nha. Đây là mâm zin chính hãng. Và bốn cái vỏ xe này được chủ xe vừa thay mới. Còn 90% anh chị mua về sử dụng thôi, không cần phải thay thế. Đó. Về bốn cái đèn của chiếc xe này cũng zin 100% luôn nha anh chị. Đây. Còn cực kỳ mới luôn, 2002 anh chị tin không? Đèn chưa được em xử lý nha mà còn rất là đẹp luôn á. Và zin 100% không cứng đụng bất cứ một chỗ nhỏ nào, em cam kết điều đó cho anh chị luôn. Nè. Cái mặt ga lăng nè đẹp ghê không? Mặt ga lăng tổ ong. Đó, thì cái logo của Ford cực kỳ to bản và bự. Đó, rất là đẹp nha anh chị. Biển số Sài Gòn. Một chiếc xe mua bên em sẽ được em ký rút hồ sơ nhanh trong ngày luôn. Vì xe của em bán là xe chính chủ nha anh chị. Rồi, thì bên đăng kiểm em cho anh chị xem nè. Đăng kiểm thì còn tháng 4 năm 2021. Thì hôm nay cũng là tháng 4 ha, chuẩn bị hết rồi. Thì anh chị nào mua chiếc xe này lại của em sẽ đi đăng kiểm mới lại cho anh chị luôn. Để cho anh chị tiện việc đi lại ha. Rồi, thì để em cho anh chị xem cái phần phía dưới nè. Anh chị thấy cái đèn của phía sau nè, đẹp dễ sợ chưa? Nè, còn rất là mới ha. Đây là đèn zin 100% chưa được xử lý nha anh chị. Hai bên luôn nè, bên đây nó cũng đẹp dễ sợ. Đó, Ford F-Cab XLT. Đây là phiên bản cao cấp XLT là hai cầu điện nha anh chị. Xe này hai cầu và hai cầu điện tự động luôn. Đó, cái xe này ở phía sau nó rất là đẹp nha anh chị. Nhìn nè, nó có hai cái hướng mở nha. Một cái là mở cái kiến này ra và một cái mở lên cái cốp luôn nè. Em mở bên đây cái kiến trước cho anh chị xem nè. Đấy, rất là tiện việc cho anh chị, không cần phải mở cốp lên bỏ đồ vô ha, hoặc là lấy đồ ở trong lấy ra cũng rất là dễ dàng đó. Rồi đây, mở cái cốp lên nè đó, rộng dễ sợ chưa. Thì ở phía trong đây anh chị có thể để được rất là nhiều cái vali cỡ lớn luôn, tầm khoảng 3 cái hoặc 4 cái và cỡ nhỏ thì khoảng 4 hoặc 5 cái vali nha anh chị. Anh chị tiện việc đi chơi đó. Phía dưới đây nè, nỉ zin của hãng luôn á, còn đẹp dễ sợ. Thì bánh xe cua nằm dưới đây nha anh chị đó, rất là rộng rãi ha, gầm cao nữa. Rồi, thì để em đi lên phía trên em cho anh chị xem cái phần hầm máy. Cái động cơ của chiếc xe này là 3.0 V6. Thì khả năng đi đường trường của chiếc xe này thì nó rơi vào tầm khoảng 10 cho tới 11 lít trên 100 cây số nha anh chị. Còn đường hỗn hợp có thể là 12 cho tới 13 tùy vào điều kiện thời tiết và điều kiện đường xá và tài xế chạy như thế nào nữa. Đó, thì cũng không có hao lắm đâu nha anh chị, 3.0 V6. Đây động cơ nè. Anh chị thấy nè. Đó, nó chỉ bị bụi theo năm tháng thôi nhưng mà còn rất là tốt luôn, cực kỳ tốt, em đảm bảo cho anh chị đi xa tốt luôn á. Nè Ford nè. Đó, V6 ha. Đó, thì chủ xe đi bảo dưỡng rất là kỹ chiếc xe này. Nước nè, còn xanh lè luôn, rất là sạch sẽ trong bình nước ha. Đó, em quay rất là cận cảnh và chi tiết cho anh chị xem rồi. Nè, tem zin luôn nè. Đó, 202 tin không? Thì em đã cho anh chị xem phần chi tiết bên ngoài rồi. Bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái khả năng vận hành của chiếc xe này và sau đó sẽ vô phần nội thất nha anh chị. Đó, anh chị thấy không, cái khả năng vận hành của chiếc xe này còn cực kỳ tốt luôn nha. Thì dàn gầm một số linh kiện đã được em thay thế kiểm tra bảo dưỡng. Dàn gầm êm lắm luôn. Thì một chiếc xe đời thấp thì anh chị đâu có đòi hỏi gì thêm nữa đâu. Chạy xa tốt, đi tốt, cách âm tốt, mọi tính năng hoạt động tốt. Thì còn chờ gì nữa anh chị ha. Thì đó, anh chị thấy không, cách âm nha, ở ngoài là không nghe cái gì luôn á. Máy lạnh cực kỳ lạnh luôn nha. Máy lạnh này phải nói là lạnh mà kiểu mà anh chị đang ở Đà Lạt á, nó lạnh cỡ đó đó.
Rồi, thì hồi nãy giờ anh chị đã xem từng chi tiết bên ngoài của chiếc xe này, thì bây giờ em sẽ cho anh chị xem từng chi tiết nội thất bên trong. Đây rồi, để em cho anh chị xem cái phần nội thất bên trong nha. Đó, nó đẹp dễ sợ đẹp chưa? Pho kìa, cái vô lăng đẹp ha. Thì để em cho anh chị xem bên đây trước nè, tấp bi cửa nè. Đó, đây là bọc da và được bọc lại nha anh chị. Và chủ xe trang bị thêm một cái viền xi màu vàng rất là đẹp. Đó, đẹp ghê chưa? Và tay nắm cửa là xi inox zin chính hãng nha. Lóc cửa là lóc tự động nè. Đó, bốn kính là chỉnh điện và kính tài là chính chỉnh điện ưu tu là tự động. Cái lỗ tai nè là chỉnh điện nè anh chị. Đó, rồi rất là chi tiết ha. Kìa, bộ ghế được bọc da rất là mới và đẹp. Da này được bọc lại nha anh chị và còn rất là sạch sẽ. Nè, zin 100% nè, chưa hề cấn đụng một chỗ nhỏ nào nha. Đi vào bên trong đi em cho anh chị xem. Đó, chủ xe trang bị nguyên một cái màn hình LCD full tính năng, nghe FM, nghe nhạc, xem phim đầy đủ luôn. À, âm thanh nghe hay lắm nha anh chị. Và máy lạnh cực kỳ lạnh luôn, lạnh giống như là đang ở Đà Lạt vậy đó. Nè, AC nè, đó máy lạnh ha, thổi gió trong gió ngoài. Đó, thổi vô mặt nè, thổi dưới chân nè, nhiều lắm. Thì túi khí nè, ở đây một cái nha, vô lăng một cái nè. Đó, túi khí nè, nắp kèn ha, logo Ford rất là đẹp. Rồi, nè, em lia từ từ cho anh chị xem nè, cái phần túp lô nè. Nó mới dễ sợ mới chưa. Đó, túp bị cửa bên kia kìa. Đẹp ghê ha, kính chỉnh điện luôn nha. Đó, âm thanh chiếc này nghe cực kỳ hay luôn. Nè, ghế nè. Đó, rất là đẹp ha. Rồi, thì ở phía dưới nè, anh chị nhìn nè. Nó có hai cái lỗ này để chai nước suối nè. Đó. Còn cái phần tựa tay nè, là cái phần con ngựa nè. Ở trong đây cái hộc nè, để đồ nè, rất là bự. Bự lắm luôn á. Rồi, thì chiếc xe này nó cũng đơn giản, không có tính năng gì nhiều lắm đâu. Quan trọng là chiếc xe thôi, khả năng vận hành tốt. Để em đi xuống phía sau em cho anh chị xem phần phía sau. Đây là một chiếc xe cỡ bự, anh chị nhìn nè, cái phía sau nè nó rộng thì thôi rồi luôn. Đó, nó mới dễ sợ mới chưa. Nè, kính chỉnh điện nha. Đó, nè đi vào phía trong nè anh chị nhìn nè, nó rộng và rất là cao nha. Nè em ngồi nè anh chị thấy không, rộng dễ sợ chưa. Nè dư một khoảng luôn á. Thì ở phía dưới nhìn lên nè, nó đẹp ghê chưa anh chị. To, bự, kiểu dáng mà của Mỹ mà anh chị thấy không. Đó, nè cái trần này nó cũng còn mới lắm nha anh chị. Đó, thấy không, nó có đèn trần nữa nè. Đó, rồi rất là chi tiết ha. Thôi em đi ra ngoài, em quay tổng thể một lần nữa ở phía ngoài cho thật kỹ để anh chị xem nè. Đó, sau đó em kết thúc video ha. Đèn còn đẹp, dễ sợ đẹp không. Thì cái logo đó anh chị thấy rồi đó, nó mới tinh nè. Nè, mặt ga lăng tổ ong nha. Đó, vỏ của cơm hô còn rất là mới nha, 90% luôn anh chị. Anh chị thấy nước sơn nó mới ghê không, đã được em xử lý rồi nha. Đó, đẹp dễ sợ đẹp chưa. Hồi nãy giờ em đã cho anh chị xem từng chi tiết bên ngoài cũng như bên trong và khả năng vận hành của chiếc xe này còn cực kỳ tốt luôn ha. Thì bốn vỏ mới tinh nè. Chiếc xe này em cam kết cho anh chị 100% là không cấn đụng, không ngập nước bất cứ một chỗ nhỏ nào và đảm bảo cho anh chị đi xa tốt luôn. Thì nước sơn đã được em xử lý đánh bát các kiểu rồi cho nó mới hơn, nó sáng hơn. Đó, chiếc xe em bán là Ford F-Cab bản 3.0 V6 và đây là phiên bản đặc biệt XLT 2 cầu điện và được sản xuất năm 2002 chính chủ. Thì chiếc xe này em bán với cái giá là 145 triệu. Anh chị nào cần mua thì vui lòng điện cho em. Số điện thoại của em là 0937 257 234. Số Zalo luôn nha mọi người. Thì anh chị nào có thắc mắc về chiếc xe này hay là cần thêm những cái thông tin chi tiết về chiếc xe này, vui lòng điện cho em. Rồi em chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip sau nha. Chào tạm biệt mọi người. Mình là Phương. Nhớ nhấn đăng ký và nhấn cái chuông để được xem nhiều clip quảng cáo về xe ô tô của mình nha.